Mấy ngày hôm nay mưa bão nhiều quá anh chị ạ. Bên em thì vẫn mua xe, vẫn về xe liên tục, nhưng mà không kịp dọn, không kịp sơn tỉa hay là dọn nội thất gì. Hôm nay thì vẫn lên sóng, mặc dù là trời vẫn đang mưa anh chị nhá. Bay hết cả lưới đen rồi. Hơn 60 đầu xe này. Luôn luôn là trong tình trạng để sẵn bạt, để chùm trong trường hợp mà ngập anh chị ạ. Nhưng mà rất may là Hải Dương chúng em thì không bị ngập. Vẫn lên sóng và quay mộc gửi tới quý anh chị và các bạn. Và hôm nay thì là một chiếc xe Fortuner, một chiếc 2020 đã lên form mới rồi, có trang bị đèn led và form mới anh chị nhá. Lưới tản nhiệt mới này. Đương nhiên thì mẫu mới 2020 này thì lắp ráp tại Việt Nam thôi, nó không còn xe nhập nữa. Nhưng chiếc xe này là chạy hơn 8 vạn chuẩn anh chị ạ, 8 vạn 3 km, xe hoàn toàn là mộc. Hoàn toàn mộc. Chưa dọn dẹp một chút nào luôn. Vẫn lên sóng để gửi tới quý anh chị và các bạn. 8 vạn 3 thì đương nhiên với Fortuner thì không thể nào thay lốp được anh chị ạ. Và chiếc xe này thì cũng vậy. Lốp theo xe còn cả một dàn luôn. Và rãnh lốp thì còn khá là dày. Có nhiều anh chị phàn nàn là tại sao mà hơn 8 vạn rồi không thay lốp thì vô lý. Cái này thì em cũng xin chia sẻ với anh chị nhá. Fortuner lốp theo xe nó mà chạy cũng phải được hơn chục vạn mới phải thay lốp cơ. Đấy, và chiếc xe này cũng vậy này. Đết lốp 2020. Đấy, và rãnh lốp còn khá là dày. Chạy sơ sơ cái lốp này cũng phải được 2-3 vạn nữa mới phải thay. Cả một dàn lốp theo xe anh chị nhá. Và chiếc xe này thì trang bị full đồ biển Hải Dương chính chủ anh chị ạ. Biển khá là đẹp nhưng mà đã định danh rồi. Đặc trưng của Fortuner 2020 form mới thì anh chị nhìn vào cái lưới tản nhiệt này, anh chị biết ngay nó khác với 2019 nhá. Cái thứ hai là cụm đèn trước nó khác một chút và nó có thêm, đó là gì ạ, cái giải đèn led định vị ban ngày. Và chiếc xe này thì vỏ đèn còn zin với cụm đèn là đèn bóng chiếu projector rồi. Đấy, có trang bị đèn gầm anh chị nhá, đầy đủ hết. Xe thì bên em vẫn bao cam kết cho anh chị zin nguyên bản. Và đương nhiên một chiếc xe gần tỷ bạc như này không thể nào có lỗi được. Tất cả những cái đường giáp nối này của nó còn sắc nét và sơn zin còn rất là nhiều anh chị nhá. Có trang bị giá lóc này, rất là thích hợp cho những anh chị đi thường xuyên đi phượt với những cái dòng Fortuner gầm cao máy thoáng này. Có trang bị vè mưa, dán phim cách nhiệt đầy đủ rồi. Gương chiếu hậu ngoài gập điện chỉnh hiện điện và có tích hợp sinh nhan. Và cũng có trang bị bậc lên xuống nữa. Rất là tuyệt vời cho những chiếc xe gầm cao. Đây là lốp sau anh chị ạ. Và cũng là lốp theo xe nha anh chị nhá. Rãnh lốp còn rất là dày này. Và đều là lốp Bridgestone với cái đế lốp làm năm 2020. Đấy. Xe có trang bị 4 phanh đĩa và phòng dòng Fortuner đó là dẫn động cầu sau anh chị nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, ưu điểm của cái dòng xe dẫn động cầu sau nó rất là khỏe, có trang bị cảm biến áp suất lốp này. Và nhìn vào cái phần cua lốp thì anh chị biết ngay, đây là một chiếc xe mà không thường xuyên bị chạy ở những cái vùng biển đúng không ạ? Những cái vùng đồi núi đất đỏ Ba Gian. Thế nên là cua lốp còn rất là đẹp. Và cái sassi của nó chưa có dấu hiệu hàn mọt gì đâu. Phía sau xe với cụm đèn sau cả hai bên cũng còn zin này. Có trang bị đuôi gió, vành đèn trên cao rồi. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Và cụm đèn sau của xe đều còn zin nha anh chị nhé. Cả hai bên đều còn zin. Lốp sơ cua cũng là lốp theo xe. Và anh chị nhìn ở đây cái lốp sơ cua của nó gần như là mới đấy anh chị ạ. Chưa hạ một lần nào đâu, nó chỉ là treo như này thì nó nhìn nó bẩn thôi anh chị ạ. Lốp chưa hạ một lần nào nhá, mà là lốp sơ cua chưa hạ lần nào. Gầm chiếc xe này cũng còn rất là đẹp. Fortuner là dòng xe gì ạ, 7 chỗ ngồi. Đồ đạc thì vừa mua của bác chủ về, thế nên là vẫn còn ở đây. Bác chủ bảo thôi cứ đánh xe về đi, chút bác chủ qua lấy đồ vì còn đang mãi đi bán hộ cá anh chị ạ. Chạy cá vùng lũ, chạy cá lồng. Bán rất là rẻ, chỉ có 120.000 một con 3-4 cân mà kể cả chép giòn nhá. Anh chị nào có nhu cầu thì đến Hải Dương em có ngay. Đấy. Phía sau xe này
ốc bản nề đều còn zin ạ. Và phía sau xe thì cũng vậy, không có dấu hiệu đâm đụng va chạm gì. Chiếc xe này thì lốp cho cái hàng ghế thứ ba có thể treo gập phẳng và treo sang hai bên anh chị nhá, tạo ra một cái khoảng không gian để đồ rất là rộng rãi luôn. Cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này thì gần như là không có người ngồi, và chiếc xe này thì giữ được trần nỉ nguyên bản của xe. Fortuner thì được trang bị hai dàn lạnh với các cửa gió được trang bị cho tất cả các hàng ghế anh chị nhá. Và cái nhựa phía sau xe của chiếc xe này nó rất ít bị xước anh chị ạ, còn rất là tươi. Mà xin chia sẻ với anh chị nữa là gì ạ, đây là một chiếc xe em đang quay mộc, có trang bị cốp điện này. Fortuner trang bị cốp điện rất tuyệt vời và vời rồi anh chị ạ. Thực ra xe mộc nhưng chiếc xe này không phải sơn xi gì đâu, chắc chỉ phải đánh bóng thôi anh chị ạ. Đánh bóng thì nó sẽ đẹp và nó cứng hơn rất nhiều. Tất cả dàn lốp theo xe này, rãnh lốp còn rất là dài, cua lốp đây anh chị ạ, gần như không có vết gì đâu. Cua lốp đẹp nhá, sơn zin bên hông thì còn rất là nhiều, cả một dàn lốp theo xe. Rồi bước vào bên trong nội thất, có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm với tay nắm cửa ngoài mạ chrome. Fortuner 2020 thì cũng được trang bị ghế điện rồi, tuy nhiên thì khá là tiết kiệm với chỉnh ghế điện 4 hướng thôi. Sàn 3D đầy đủ này, ghế người lái thì được bác chủ là gì ạ, trang bị thêm cái áo ghế rồi. Má ghế thì còn rất là đẹp nha anh chị nhá, zin nguyên bản với tông nội thất màu đen. Đấy, ghế da này, ghế phụ này còn rất là mới anh chị ạ. Vì đương nhiên rồi, một chiếc Fortuner 2020 mà cái dòng Toyota thì anh chị biết rồi, nó rất là bền nhá, kể cả nội thất luôn. Đây, anh chị có thể thấy hàng ghế thứ hai này, da của nó còn mới lắm. Đấy, rất mới luôn ạ, chưa có vết gì đâu ạ. Hàng ghế thứ hai thì cũng được trang bị cổng sạc rồi, và những cái phần này là bác chủ dán ni lông chống xước nha anh chị nhé. Đấy, biển Hải Dương thế nhưng là màu trắng những cái phần khe kẽ này, đặc biệt là những cái khe cửa này, lòng sơn nó còn rất là tươi. Mà đây này, xe nguyên mộc nha anh chị nhé. Ốp bậc lên xuống chống xước thì cũng được trang bị đầy đủ rồi. Và đây là gì ạ, máng nước này, zin nha anh chị nhá. Mép cửa đây, tắp ni cửa nha anh chị nhá, kết hợp giữa phần da và nhựa màu đen, tông màu đen. Cái phần da của nó này vẫn còn rất là đẹp anh chị ạ. 8,3 là số km chuẩn nha anh chị nhá, không tua một km nào đâu. Mép cửa này chưa có một dấu hiệu hàn mọt gì. Phía cửa sau thì được trang bị gì ạ, lại chốt an toàn trẻ em rồi, một cái tính năng rất là hay mà đa phần là các bác toàn quên không sử dụng thôi. Rất là an toàn cho các cháu nhỏ khi mà chúng ta chở trên xe nha anh chị nhá. Hãy gạt nó xuống. Tay nắm cửa trong mạ chrome với gì ạ, kính người lái có chế độ auto, chốt cửa trung tâm. Đấy, gương chiếu hậu ngoài thì gập điện chỉnh điện. Mép cửa chưa có một vết gì đâu anh chị ạ, nguyên bản. Thực ra vì về trang bị ở Fortuner nó không có trang bị gì nhiều đâu. Đối với bản 2020 trong nước thì lại được trang bị cốp điện, đây là một cái điểm cộng. Những cái con ốc tai ngoài của nó vẫn còn zin này anh chị này. Đấy. Rồi bước vào bên trong nội thất nào, đây là vô lăng zin của xe anh chị ơi. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm nhá. Một chiếc xe máy dầu trang bị động cơ 2.4 lít này, số km đã đi được là 8,3 này. Vô lăng được trợ lực lái rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái khóe vô lăng của nó còn zin này, nguyên bản nhá, rất mới anh chị ạ. Đấy, nguyên sần luôn. Anh chị có thấy cái độ bóng nào ở trên vô lăng này không? Hoàn toàn là không có nhá, kể cả logo luôn.
có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, có ga tự động cruise control, có lẫy chuyển số ở trên vô lăng này, và bảng đồng hồ trung tâm được thiết kế không phải là diện analog truyền thống của Toyota nữa rồi. Và nhìn qua đây thì anh chị cũng có thể thấy đó là gì ạ? Hệ thống điều hòa tự động này, và xe trang bị full đồ rồi, bao gồm màn Android này, cam hành trình này, và cam lùi đầy đủ nha anh chị nhé. Đây cam lùi đây anh chị ạ, rất là sắc nét. Gương chiếu hậu trong chống chói tự động này, có chế độ auto nhá. Đấy, và gì ạ, xe có trang bị chống trơn trượt, cân bằng điện tử, vì nó những cái form mới này này, từ cuối 2016 đến 2017 nó có chống trơn trượt rồi, đỡ mang tiếng là thánh đặt nữa rồi anh chị ạ. Và có hai chế độ lái bao gồm Eco và Power. Eco tiết kiệm nhiên liệu, còn Power là khi mà anh chị dùng để lên dốc xuống dốc hay là chở đồ lặng anh chị nhá. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ khoảng 7 lít trên 100 km thôi anh chị ạ, rất là tiết kiệm luôn đối với cái dòng Fortuner này. Và độ bền bỉ thì chắc chắn là cũng không có cái dòng xe nào có thể vượt qua những chiếc Fortuner này rồi, đúng không ạ? Một chiếc xe zin nguyên bản đây, bản lề đây anh chị nhá, đây bản lề này nguyên bản, chưa động chạm một con ốc nào. Xe sản xuất năm 2020. 2019 đến 2017 đến 2019 thì nó là nhập khẩu Indo nha anh chị nhá. 2020 bắt đầu lên form mới này thì nó là xe lắp ráp trong nước. Đấy. Tuy nhiên thì đối với Toyota thì tất cả những cái dòng xe lắp ráp nó cũng đều rất là bền bỉ anh chị ạ. Giống như những chiếc Altis hay những chiếc Camry hay những chiếc Vios làm nên thương hiệu của Toyota rồi. Tắp lưới cửa thì giữ được rất là sạch đẹp. Xe vừa mua về xong, quay để gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Ghế lái chỉnh điện 4 hướng, nhưng mà ghế phụ thì cũng được chỉnh điện 4 hướng anh chị ạ. Ghế này, mặt ghế vẫn còn căng đét luôn, má ghế tất cả đều còn zin nguyên bản nha anh chị nhé. Mà cái đồ da của Toyota này nó rất là bền luôn anh chị ạ. Những cái đồ ghế da thì đa phần là cái dòng xe Hàn Quốc nó sẽ kém hơn rất nhiều nhá. Lúc đầu mới thì trông nó nhìn nó sang hơn thôi, nhưng mà nó không được bền giống như những chiếc xe của Nhật đâu anh chị ạ. Có bậc lên xuống chống xước, rồi trải sàn 3D, trang bị đầy đủ, một chiếc xe trang bị full đồ này. Màn Android OLED luôn, cam hành trình, cam lùi, gương chiếu hậu trong chống chói tự động. Chìa khóa zin nguyên bản, và những cái chi tiết nội thất của chiếc xe này phải nói là bác chủ giữ được rất là đẹp. Xe này mà về mà bọn em kịp dọn nội thất lên thì nhìn nó sẽ long lanh hơn rất là nhiều nhé anh chị nhé. Đấy, tuy nhiên thì mấy cái bạn chuyên cửa hàng chuyên dọn nội thất cho bên em hay là sơn tỉa đánh bóng thì hiện tại vừa bão xong là cũng đang phải lo đi làm lại mái tôn anh chị ạ. Ở Hải Dương chúng em đều bị đa phần rất nhiều những cái cửa hàng mà làm bằng mái tôn đều bay lóc hết anh chị ạ. Đấy. Một trận bão thật là to luôn anh chị ạ, thật là khủng khiếp luôn. Từ nhỏ đến giờ em mới gặp một trận bão như thế, năm nay 40 tuổi rồi. Xe trang bị động cơ 2.4 lít anh chị nhá. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu anh chị tính trung bình cho em khoảng 7 lít dầu trên 100 km thôi. Cho một chiếc xe động cơ 2.4 lít như vậy là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi cầm cao máy thoáng đúng không ạ? Đây là khoang động cơ của xe. Thực ra thì đối với Fortuner mà so với lại San riếc thì cái này thua rồi. Bởi vì xin phép em đặt điện thoại một chút nhé. Lắp cabo Fortuner nhưng mà xe tiền tỷ nhưng mà vẫn mở bằng, chưa có mở trợ lực thủy lực. Đây, lắp cabo cũng là zin mộc nguyên bản nha anh chị nhá.
cái tấm nỉ nó sẽ hơi bẩn một chút vì là mua từ mới đến bây giờ bác chủ chưa giặt rửa bao giờ, nhưng mà nó còn phẳng đẹp anh chị ạ. Đấy, với lắp cabo của chiếc xe này thì chưa có một hiện tượng gò nắn hay đâm đụng va chạm gì đâu anh chị nhá. Nguyên zin. Từng những cái đường dập lỗi này, những cái viền lỗ tròn này. Đấy, và chiếc xe này thì ốc cabo cũng còn zin đét nhá anh chị nhá. Chưa vặn mở một lần nào. Tai đèn zin và ốc tai ngoài cũng còn zin. Đây là những cái phần rằng trước này. Zin từng con ốc luôn anh chị ạ. Và ốc ổ khóa này, ổ khóa đầu của nó là zin nhé. Cực kỳ an tâm về chất lượng cho anh chị. Rằng đây. Máy thì đương nhiên rồi anh chị ơi, một chiếc Fortuner máy dầu sản xuất năm 20 và chạy được hơn 8 vạn 3 km anh chị nhá, thì không thể nào mà máy có hiện tượng gì được. Và chiếc xe này thì cũng vậy, máy zin từ dàn cò, vách cam zin toàn bộ nhá, và zin từng con ốc. Cái nữa là da máy của chiếc xe này thì chưa một lần bị rửa hóa chất đâu, kể cả những cái phần cổ bô này anh chị ạ. Đấy, còn rất là sáng nhá. Máy chưa có một hiện tượng dò thấm dầu gì đâu. Zin nguyên bản, anh chị qua bên em thì có thể check test thoải mái. Tất cả những cái phần con ốc này, những cái đường ống, kể cả những cái phần đầu này, phần nổi trên cùng này. Đấy, nó vẫn còn nguyên sơn dầu CF của nhà máy nha anh chị nhá. Cực kỳ là an tâm về chất lượng anh chị ạ. 2020 mà anh chị thấy là xe đi hơn 8 vạn km thì không có gì là nhiều anh chị nhá. Rất là bình thường, 4 năm rồi. Chạy như thế là mỗi năm khoảng 2 vạn km thôi và một dàn ốp theo xe. Đấy, không có gì là nhiều, ở mức rất là bình thường. Bản máy dầu số tự động 1 cầu sản xuất vào năm 2020. Trang bị động cơ 2.4 lít anh chị nhá. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 7 lít dầu trên 100 km thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ là bền bỉ. Và hiện tại thì chiếc Fortuner máy dầu này bên em đang chào bán cho anh chị với giá là 880 triệu đồng anh chị nhá. 880 triệu đồng bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả hoàn toàn có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu thì em mời anh chị qua bên em để xem xe và lái thử xe trực tiếp. Có địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhá. Hiện tại thì bên em còn hơn 60 đầu xe cơ, gầm cao cũng còn rất là nhiều này, gầm cao 5 chỗ 7 chỗ nhá anh chị nhá. Đấy, và anh chị không phải lo xe ngập nước đâu. Đang trong tình trạng bão ngập lụt là bên em luôn trang bị sẵn bạt để có thể gói chặn nước đầy đủ trong trường hợp mà lụt nhá. Nhưng rất may là không có bị lụt đâu anh chị ạ. 880 triệu đồng anh chị nhá. Có bao rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu thì liên hệ với em theo số hotline là 0975 695 559. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.